HP Shop thân chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách mà chia thêm một cái ổ đĩa ở trong cái laptop nha các bạn. Thì đây là cái laptop những cái dòng mà Core i5 đời 11, 12 đó các bạn. Đây là dòng HP nha. Thì ở đây các bạn vào boot này kia thì nó cũng hơi khó khăn, và có thể khi vào đó thì các bạn không thấy được ổ đĩa nữa nha, không thấy được ổ đĩa, cho nên chúng ta không thể nào phân thêm một cái ổ D hay ổ E nữa các bạn. Thường thường thì mấy ổ này khi bung ra mà cái hệ điều hành của nó là hệ điều hành bản quyền ha, thì khi mà chúng ta làm á thì nó chỉ chia một ổ thôi, tức là một cái ổ C nó cài hệ điều hành là 500GB các bạn. Chúng ta không có ổ D, ổ E để lưu trữ dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lên hệ điều hành nha. Đó, chúng ta lên hệ điều hành như thế này đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Chúng ta chọn Disk PC nha. À, chúng ta click phải. Cái này là Windows bản 11. Chúng ta chọn Show More Option. Rồi, tiếp tục là chúng ta chọn Manager. À, tới bước này các bạn thì chúng ta chọn là Disk Manager các bạn ha. Disk Manager. Thì ở đây chúng ta chọn cái ổ C, tức là ổ C này nó 500GB các bạn. Thì chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ click phải. Chúng ta chọn Ring Volume các bạn, Ring Volume. Đó, chúng ta chờ một lúc cho nó tính toán dữ liệu nha. Thì ở đây cái dữ liệu của nó là 287GB các bạn, đây. Đó. Thì bây giờ chúng ta muốn chia cho nó thêm 100GB ở trống thì chúng ta cứ đánh vào đây các bạn. Chúng ta đánh bên phím nút lock 100GB. Ha, đây, tức là 100.000. Được chưa các bạn? Đó, tức là 100.000. Sau đó chúng ta sẽ chọn print. Thì ở đây ví dụ như ở trên của nó là 500GB các bạn, tổng dung lượng của nó 500GB thì chúng ta chia thêm một ổ là 200GB thì chúng ta đánh vào 200.000. Sau đó chúng ta chọn print nha các bạn. Đó. Thì lúc này sau khi chọn string xong á thì nó sẽ chia thêm một ổ trống. Thì ổ này mình để là 200GB đây, nó còn trống. Thì sau khi còn trống 200GB chúng ta sẽ tạo thêm một cái ổ đĩa, đó là cái ổ D các bạn. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo. Thì ở đây chúng ta chọn click phải vào đó, chúng ta chọn new symbol volume. Rồi chúng ta nét tiếp. Bước này thì chúng ta cứ nét thôi. Đó, nét ổ D. Định dạng là NTFS Default New Volume Net Finish. Đó, như thế là nó đã chia được thêm một cái ổ đĩa, ổ D các bạn ha. Rồi sau khi chia xong chúng ta đóng lại. Thì bây giờ chúng ta vào Disk PC nè. À, một ổ đĩa D được tạo ra. Đó, đây là cách chia đĩa ở trên hệ điều hành Windows nha các bạn. Rồi đây là cách chia sẻ chia ổ đĩa trên hệ điều hành Windows, đối với mình là Win 10 hoặc là Win 11 nha. HP Shop, xin chào các bạn.